đi đuôi cái mà lãnh ha. Cá hồi Úc. Hồi Úc. Quá trời. Cá rất là tươi nha. Tươi lắm. Đã hồi nè. Bóng sáng luôn. 569.000 một ký. Dạ. Cá hồi Úc thì ngon rồi. Tích lũy 3 năm. Cá hồi Úc như lên. Không. Tươi quá à. Cộng thêm
đâu nó nuôi kìa. Này nhập thằng quán này có 69.900 một con. Mở kìa. Nhìn con gà thấy da mở không? Cá chỉ cái hình lá thôi. Thôi. Thôi rồi. Có giá chứ không phải đâu, cái này là phở khô hôm nay này ăn không ngon rồi, phở khô rồi này thì ăn được rồi. Chi viên vàng này mới ngon rồi. Bò bái này cái này lắm. Bò là ăn kiwi Simbo này. Simbo hả? Không, kiwi mà kiwi vàng này phải ăn nha. Kiwi xanh này là không ăn nha, kiwi xanh nó chua anh không cho ăn. Kiwi già này là giờ để ngọt hơn. Trái này giống trái Sumbo hết á. Không, kiwi nhập. Đây của mình đâu phải cái cây nhập mà. Yeah. Đông mà. Năm ngư. Đánh này ở đây chỉ lấy chai nhỏ thì nó bán không à, nó không có lấy chai lớn rồi. Chai lớn nó chai mắc quá. Đổi nhỏ.